Trại chim Văn Thao xin kính chào tất cả các bác các anh em trên diễn đàn chim Phu Gáy. Thì qua một thời gian mình cung cấp ra cái lượng chim khách cũng như chim giống và chim đa đa, chim ở trên thị trường rất nhiều, kể cả Bắc Nam thì cũng có một số những cái mà nó xảy ra mà chỉ có vào cuộc mới biết được. Thì hôm nay thì mình cũng giới thiệu với các bác để tăng thêm cái niềm tin là mỗi một cái đơn hàng như thế này, ví dụ là khách hàng này là ghi là đã chuyển khoản và số điện thoại là 0168870 1668, thì ở chân cầu vượt Như Quỳnh, thì cái xe ôm hàng hành sẽ có trách nhiệm là liên hệ và tìm xe gửi về đúng địa chỉ. Thì cái việc này khách rất là lịch sự chuyển khoản thì mình bớt cho 200.000. Thế thì vừa rồi là có một số cái việc do cái công tác trung chuyển xe ôm, do nhà xe, do một số những cái lý do khác mà có thể con chim của mình cũng bị mất hoặc là bị đổi. Thế thì bây giờ là mỗi một phiếu là mình đều có những cái con dấu riêng của mình. Con dấu riêng của mình ở đây nó là Vũ Văn Thao, mã số thuế là 01-06-06-2574. Thì cái này thì là mình là tem niêm phong, và mình sẽ tới đây mình sẽ đưa ra những cái hộp giấy quy cách đặt của mình, thì để cho cái việc đổi chim không thể xảy ra được. Các bạn nhận hàng các bạn có thể lưu ý là cái tem này nó sẽ không bị rách ở phần mép hoặc ở phần cửa. Thì đấy là một cái vấn đề mà mình phát hiện trong quá trình cung cấp chim cho các bạn. Thì một cái yếu tố nữa là lưu ý cho tất cả các anh em là chim thì nó đang ở trong bóng tối. Khi về các bạn thả sang lồng thì các bạn cứ mở cái cửa ra là các bạn phải nhìn cái chỗ đây. Thì có thể là nó sẽ bay vụt ra. Có một số người là sơ ý để bay vụt ra gọi điện cho mình. Thì trên phiếu mình ghi rõ là cẩn thận chim bay lúc thả sang lồng. Đó. Thì một cái anh em lưu ý là mình bỏ tiền ra mà mua về mà chưa được thưởng thức cái niềm vui đó mà chim bay mất. Thì với cái khách hàng này thì số điện thoại là 0979140518. Mang xe ôm hoặc hành sẽ mang đến cổ loa Đông Anh và khách trả tiền xe ôm riêng, còn tiền chim là 1.500.000. Bên này thì khách hàng chuyển khoản 2 triệu thì chuyển cho mình 1.800.000. Thế thì như thường ngày là mình vẫn sáng ra thì các bạn nên đặt hàng từ buổi tối từ hôm trước, thì với mình tầm 5:30-6 giờ mình đã phải chốt đơn hàng, mình sẽ gửi ra xe đi từ tỉnh, đi từ Ba Vì về xuống đến Mỹ Đình. Từ Mỹ Đình thì văn phòng ở đấy họ sẽ điều phối và họ sẽ điều nhân viên giao trong khu vực đi xe máy được. Và trong khu vực những khách hàng nào ở xa bán kính 100 cây, 150 cây mà có cái khả năng trả cước cho xe thì họ có thể là chạy thẳng xe máy, thì cái yếu tố đấy nó sẽ nhanh và an toàn. Tất nhiên là nếu như xa quá thì các bạn nên ứng dụng vào cái hệ thống xe khách. Đó, thì hôm nay cái clip này là mình khẳng định là cái tem thương hiệu của mình như thế này, nên các bạn yên tâm khi không sợ đổi chim. Cuckoo.